với những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2023, tiếp tục tạo đà để huyện Định Hóa bước sang năm 2024, tiếp tục đề ra mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, phân kỳ năm 2024. Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng mô hình sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Qua đó, nhằm duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng 1 xã và 4 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, các nhiệm vụ phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng huyện Định Hóa phát triển nhanh và bền vững. Tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tán thành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, bao gồm 15 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội và 3 chỉ tiêu về môi trường. Các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể: chỉ tiêu về kinh tế, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn đạt 1.236 triệu đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt 50.600 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 47.010 tấn, sản lượng ngô đạt 3.590 tấn. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt là 110 triệu đồng. Diện tích trồng rừng tập trung 1.000 hecta, trong đó diện tích trồng quế đạt 500 hecta. Diện tích trồng chè mới và chè thay thế đạt 100 hecta. Sản lượng chè búp tươi đạt 30.400 tấn. Sản lượng rau các loại đạt 17.600 tấn. Tổng đàn gia súc gia cầm, đàn trâu 3.950 con, đàn bò 4.100 con, lợn 43.000 con, gia cầm 900.000 con. Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 13.000 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 805 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.550 tấn. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 58,5 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước không bao gồm thu tiền sử dụng đất và các khoản thu đột biến đạt 51,5 tỷ đồng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên đạt 5 sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 360 tỷ đồng. Xây dựng 1 xã Sơn Phú đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 4 xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Các chỉ tiêu về xã hội: giải quyết việc làm mới đạt 2.200 lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 71,8%, trong đó tỷ lệ lao động được cấp văn bằng chứng chỉ đạt 31,3%. Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1,63% trở lên, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,78% trở lên và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,85% trở lên. Giảm tỷ suất sinh thô hết năm 2024 đạt 0,1 phần nghìn. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 0,3%. Tỷ lệ gia đình văn hóa 90%. Tỷ lệ xóm tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 90%. Tỷ lệ cơ quan văn hóa là 95%. Số người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 3.700 người. Số người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3.050 người. Số người dân tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp đạt 2.750 người. Số học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở phấn đấu 12 lớp với 356 học sinh, trong đó tuyển mới 90 học sinh. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện 13 người, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cơ sở cai nghiện là 27 người. Các chỉ tiêu về môi trường: duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 59%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85%.